Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang sẽ không phát hành thư chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để tiết kiệm kinh phí chi cho các hoạt động an sinh xã hội. Ngày 27 tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không in và phát hành thư chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang. Phần kinh phí chi cho hoạt động này sẽ tiết kiệm để chi chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo và người gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.